ngàn dân văn. Tiên thánh thượng ngàn đông quân tuần quan giáng đền, giáng đền trên đây gió cuốn rung cây trên ngàn, gió cuốn rung cây dưới khe cá lội chim bay đi về ngàn. Đàn chim kêu ý a ý a, chim kêu vườn hót véo hòn chất rừng đòi đoạn ý. Mưa nguồn đòi phen khi đường gió ý a ý a, đường gió lúc lại thắt rèm. Chống, người ta gọi là loại chống, loại chống bản. Vâng. Cái chống nó thấp như thế này. Thấp, nó mảnh. Ờ, và nó to hơn thế nữa. Đấy, gần gần như thế. Đây này, cái hình nó như thế này, dạ. Nó thấp như thế này thôi. Đấy, chứ người ta không dùng cái chống đế của chèo này. Vâng. Đấy, thì như thế là cái người hát và cái người đàn là người ta, cái người gõ với người đàn là hai người cứ lựa nhau. Vâng. Rồi cái nhịp cái tang. Tang. Thế là anh kia cứ thế này, hai em nghĩa là cứ lựa đây thôi. Vâng. Chứ đến khi mà ông Cả Mã thì ông đã quy định thành một cái nhịp. Thế trước đấy là người ta đánh hoàn toàn là tùy hứng. Thì đến cụ Cả Mã bắt đầu cụ quy thành nhịp. Vâng. Quy nhịp thì cũng như cái dạng cái hát vừa rồi. Vâng. Thì ông ấy quy ra gọi là cái nhịp đôi. Vâng. Này. Thì như nhấn vào, ví dụ như đến là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy là cái nhịp đôi. Vâng, đôi. Thì người ta...